Xin mến chào tất cả quý bạn đã quay trở lại với kênh Bí mật Chỉ tay, nơi chia sẻ những kiến thức về xem tương tây và tử vi miễn phí. Hôm nay tôi sẽ tranh thủ để làm một video trả lời cho một bạn có tên đó là Đặng Thị Phương. Bạn sinh vào ngày 23 tháng 11 năm 92, năm Nhâm Thân. Bạn sinh vào giờ Dần. Bạn gửi thư về cho kênh, bạn có nói là bạn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Bạn rất mong được thầy giao duyên xem chỉ tay và tướng số về người chồng, con cái, đất cát, tài ất và tài bạch. Em xin chân thành cảm ơn. Thì trên đây là cái nội dung thư của bạn Phương gửi về cho kênh. Và bây giờ mời các bạn đến với cái phần luận đoán tướng tây và kết hợp với lá số tử vi để trả lời những cái câu hỏi của bạn Đặng Thị Phương ha. Mời các bạn. Trên đây là cái tương tây của bạn Phương đã gửi về cho kênh, và bạn có xác định đó là cái bàn tay trái của bạn là cái bàn tay có cái ngón tay cái nó nằm ở phía dưới khi mà chắp hai tay lại với nhau. Thì bây giờ khi chúng ta quan sát vào tương tây của bạn ấy, thì cái đầu tiên mà chúng ta cần quan sát đó là về cái hình tướng, về hình tướng, về sắc tướng, đó, về những cái nền móng, đó, về lông, về hổ, về cốt, để chúng ta biết được cái nền tảng của mình có tốt được hay không. Đấy. Thì trước hết đối với một cái tướng tay như thế này ấy, thì phải có thể nói rằng đấy, đây là cái bàn tay mà giữa cái yếu tố lông và hổ, thì nó phần hổ nó có phần lấn át phần lông. Đó. Và trong các cái ngón tay đấy thì được cái là đó là cái bốn ngón tay ở phía trên được trùng lại với nhau. Đấy, nó tạo được một cái thế vững chãi cho bản thân mình. Đấy. Thì cái điều này đấy thì nó cũng nói lên là gì? Nó nói lên đó, thì bản thân mình đấy là cái người cũng có một cái đời sống là coi như là trụ về gì? Trụ về hướng nội. Đó, hướng nội. Thứ hai nữa, mình là cái người có được cái gì? Có được một cái sự khá là quả quyết, quá là quyết đoán, tính khí thì cũng khá là mạnh bạo. Đó, nó trụ về cái gì? Nó ở về cái, nó thể hiện ở cái ngón tay giữa của mình. Đấy, khá là vững. Đó, khá là vững. Thứ hai, mình có được cái ngón tay cái khá dài. Đấy. Nữ mà có ngón tay cái mà nó cao đến cái mức như thế này đấy thì cũng là dài rồi ha. Và một điều rất là hay ở chỗ là mình có được cái vân mắt phường ở đây. Đấy. Thì vân mắt phường này nó nói lên điều gì? Nó nói lên đấy, mình á là cái người có được cái nhạy bén, nhạy cảm. Đấy, người ta hay kêu là giác quan đấy, giác quan đấy. Đấy. Và cái giác quan này nó cũng liên quan đến trên cái lá số của bạn. Đấy. Cái lá số của bạn Phương đấy thì bạn tuổi thân, nhưng mà mình thì lại đóng ở cái cung dầu. Đấy. Ở đây là cung vô chính diệu, có được đắc nhì không, đó là thiên không, địa không, nằm trong cái thuộc cái cách đó là cơ cử đồng. Đấy. Mà cái người mà thuộc cái mình vô chính diệu mà có hai con không đóng vào đây. Đấy. Và có thêm cái con sao đào hoa, đào hoa thanh long, thì nó cũng nói lên rằng mình là cái người mà thông minh, quyền biến. Đấy, quyền biến, biết nhìn xa trông rộng. Đó. Và trong cái vấn đề cái cuộc sống của mình ấy, đấy, cuộc sống của mình ấy, thì thường hay hướng ra phía ngoài. Đấy, thường hay hướng ra phía ngoài. Mặc dầu về cái phần nội tâm của mình là mình sống cũng khá nội tâm, nhưng mà trong cái mong muốn của mình đấy, thì mình mong muốn vươn ra phía ngoài để coi như là thể hiện được những cái năng lực của mình. Đặc biệt mình là cái người thân cư quan. Đấy, mà nữ mà thân cư quan lọc ấy, mà ở đây lại có thêm được cái bồ đó là bồ tạ hậu hóa khoa. Vậy có thêm coi như trong mảnh kết của mình có là thiên khôi thiên việt, những cái con sao mà thuộc về quý tinh nó chiếu về mình ý. Đấy, thì mình là cái người trụ về công việc, đam mê công việc lắm. Và nếu mà cái cách này theo tôi nghĩ là có thể là bạn sẽ làm trong cái lĩnh vực mà nó thuộc về bên cái mảng này, có thể là giáo dục, có thể là cô giáo. Nếu không làm cô giáo thì cũng là cái người mà làm trong cái mảng mà nó liên quan đến vấn đề ăn nói, ăn nói. Đấy, thì đối với cái tương tài này ấy, thì đối với cái phần long, hổ và cốt thì tôi thấy là nó khá là cân phân. Đấy, tuy nhiên hiện tại bây giờ theo cái màu sắc, cái tướng sắc tướng của bàn tay này nó chưa được tốt lắm. Đó, hiện tại nó chưa được tốt. Và khi tôi quan sát vào cái trong cái phần lá số của bạn ấy, thì ở cái phần bạn đang bước vào cái bạn đang ở cái cung, đó là cái cung phu. Ở đây là cái cung vô chính diệp, từ 25 tuổi mà cho tới 34. Năm nay bạn đang bước vào của cái tuổi 31 ha, 31. Đấy. Thì mình đã là vô chính diệu rồi. Bây giờ bước vào cái đài vận thuộc vô chính diệu nữa thì đó là một cái điều bất lợi cho mình. Cái thứ hai đấy, mình là thuộc là tuổi là Thân Tý Thìn hình thủy, mà mình bước vào cái tam hợp mình đó là ở cái cung mùi, gọi là khởi mạo mùi thuộc mộc, mình sinh xuất cho nó. Đấy, mà khi mình sinh xuất cho nó thì có nghĩa là mình phải vất vả. Đó, nên có thể nói rằng trong cái đài vận 10 năm từ 25 cho tới 34 là cái đài vận mà mình có những cái phải bỏ ra nhiều công sức, nhiều tâm sức, nhiều hơn. Nhưng mà cái sự nhận lại đấy thì nó không có được như mong muốn lắm. Đấy, bởi vậy mà trên tương tay của bạn ấy, thì tôi cũng có thấy một cái đường khai vận ha. Có một cái đường khai vận ở đây. Tuy nhiên cái đường khai vận này đấy thì nó không có được rõ, chưa được rõ nét lắm. Đấy, bởi vậy mà tôi có nói là gì? Có nói là cái công sức tâm sức của mình bỏ ra thì nhiều, nhưng mà lệnh nhận lại ấy, thì không được bao nhiêu. Bởi vì cái thời vận này là thời vận mình, người ta kêu là đào giếng cho người uống nước mà. Đấy, thứ hai nữa đấy, thì trong cái vận này đấy của mình, vận hơi mạo mùi này của mình, đó là cái thời kỳ mà mình có được gì? Có được cái nó nằm ở cái vận đó là nó nhì hợp với cái con sao Hóa Quỷ, nhì hợp với Tử Vi. Đấy, Hóa Quyền Tử Vi trợ giúp cho mình, ở đối cung thì có được cái Hóa Khoa, nhưng lại có kèm theo cái điều kiếp phục binh đang ở đây. Đấy, bởi vậy mà trong cái 10 năm này tôi thấy trong 10 năm này tôi thấy là cái thành công của mình thì nó cũng có đấy, chứ không phải là không, cũng có đấy, nhưng mà bởi vì là nó chưa có được như mình mong muốn thôi. Đó, bởi vì trong cái phần này thì tôi thấy là cái đối phương của mình ở ngoài đấy, người ta có cái thế hơn mình nhiều. Đó, và đôi lúc người ta cũng có thừa những cái mưu cơ để mình làm giống người ta gọi là mình làm cho người khác hưởng nữa đấy. Đó, bởi vậy mà trong cái thời gian 10 năm này thì bạn cũng chớ phải là coi như là buồn ha, bởi vì cái vận thế của mình nó rơi vào cái phần đó thì mình phải chấp nhận thôi, không? Tuy nhiên thì nó cũng được cái là trong cái vận này mình cũng có lộc. Đấy, cũng có tiền đấy, có tiền. Bởi vì trong cái vận này nó được cái vòng hoặc là cái vòng thiên lộc của mình. Mặc dù cái lộc của mình ở cái cung hời ấy, thì nó ngủ con sao tuần không. Người ta kêu là lộc phùng không. Lộc phùng không. Đấy, lộc phùng không thì có nghĩa là cái tiếng của mình có tiếng nhiều hơn không biết. Đó, được tiếng thì nhiều hơn. Đấy. Cái thứ hai nữa thì khi quan sát vào tương tay của bạn ấy, thì khi bạn hỏi về người chồng, cái vấn đề bạn quan tâm là quan tâm người chồng. Vậy trên tương tay khi chúng ta quan sát về người chồng ấy, chúng ta quan sát ở đâu? Trước hết đó là chúng ta quan sát vào cái ngón tay ở trước ha, ngón tay. Ngón tay biểu hiện cho tình cảm người chồng của mình, đó chính là ngón tay áp út của mình. Cái thứ hai cần quan sát cái ngón tay tay út của mình so với cái ngón áp út nó như thế nào. Cái thứ ba là chúng ta phải quan sát vào cái cung phu thê. Đấy. Và thứ tư là quan sát vào cái đường hôn nhân. Đấy. Thì để mà đưa ra một cái nhận định đấy thì chúng ta cần phải phối kết hợp nhiều cái, chứ không phải là chỉ nhìn vào một cái không thôi. Thì xét trên những cái yếu tố mà tôi vừa nói xong thì được cái đó là gì? Được cái là cái ngón tình của bạn không? Là nó nằm sát với cái ngón chính của mình. Cái thứ hai là vợ chồng ở đây đấy, vợ chồng ở đây thì nó cũng là cái người mà có thể là hai người quen biết nhau trước, cũng là có thể là gọi là vợ chồng cũng không phải là xa xôi gì, mình là cái người hiểu biết được cái người chồng của mình là cũng ở gần với mình thôi đấy. Cái thứ hai, khi quan sát vào cái cung hôn phối của bạn thì trong cái cung hôn phối này đấy thì tôi thấy có thể nói là tôi nhìn thấy ở đây nó có một cái vòng xoáy ở đây, cái vòng xoáy ở đây mà nó giống như là người ta kêu là trước thì gắn bó, nhưng mà càng về sau thì mình thấy cái sự lệch pha giữa mình và người chồng, không? Mình có cái sự lệch pha trong cái suy nghĩ, có thể gọi là mình cái sự chia sẻ của mình và người chồng ấy nó bị nó chưa được tốt ha, chưa được tốt. Bởi vậy tôi nhìn thấy trong cái cung phu hôn phối này, nó chưa được tốt lắm. Và đặc biệt khi mà tôi quan sát qua đối với cái lá số tử vi của bạn thì tôi cũng có thấy là trong cái cung phu của mình là cung vô chính diệu, có con sao Quả Tú đang ở đó, cung phúc và lại có Cô Thần. Đấy. Mà đối với nữ đấy thì cung phúc di phối mà có Cô Thần Quả Tú đấy, là một cái điểm hạn chế đó, điểm hạn chế. Có nghĩa là cái đời sống tình cảm của mình càng về sau thì đời sống vợ chồng nó không có được hài hòa nhau. Đấy, có nghĩa là cái sự chia sẻ nó bớt đi, nó bớt đi. Bởi vậy mà tôi có nói với bạn, có nói ngay từ lúc đầu, đó là khi mình đi làm về đến nhà thì mình nên xả vai ra, đừng đem công việc về nhà. Bởi vì mình là cái thân là nữ mà cứ thân cứ quan lộc, mà ở đây là có bộ cừu đồng nữa, mà đi theo cái địa kiếp phục binh nữa. Thành ra là đôi lúc cái lời ăn tiếng nói của mình ở nhà đấy nó không có được thuần tai ông chồng. Và đặc biệt là cái thân cừu đồng hạm địa này, mặc dù là mình có hóa khoa đó, hóa khoa có nghĩa là mình có được tri thức, có được biết là tín biết thoái đấy, nhưng mà dù sao con cừu đồng nó là cái con sao mà nó không, ở đây nó hạm địa mà đi theo với địa kiếp phục binh nữa. Đôi lúc cái lời ăn tiếng nói của mình, đôi lúc mình không có chú ý gây làm cho người chồng là tổn thương đâu, nhưng mà cái sự vô tình trong lời nói của mình mà tôi chia sẻ tiếp thêm về về vấn đề hôn nhân của bạn tí xíu ha. Thì trên tướng tay của mình ấy, thì tôi có thấy cái này. Đây chính là cái đường, ta kêu là đường gia phong ha, đường gia phong. Ở cái cuối của cái đường gia phong thì tôi thấy nó có hai cái nhánh rẽ, hai nhánh rẽ. Thì có thể rằng tại thời điểm này thì cái đời sống hôn nhân của mình nó có một cái sự chệch choạc ở đây. Đấy, có cái sự không có được, người ta kêu là cơm không lành canh không ngọt ở đây. Đấy, có một sự tác động từ đâu bên ngoài đưa đến cho mình ha. Đấy. Và cái yếu tố của cái sự tác động từ bên ngoài này nó làm cho cái chủ trương của mình vốn là cái người thường bị tác động bên ngoài rồi. Đấy. Mà bây giờ lại có được cái nhân tố xuất hiện ở đây nữa, thì thành ra là đôi lúc mình lại mất phương hướng, mình bị mất phương hướng. Nhưng mà xét ra cái người chồng này đấy, thì tôi thấy cái người này là cái người mà cái câu này là cũng là người ta cũng là nhẹ nhàng thôi. Người này không phải là, người này họ hơi ít nói tí xíu, nhưng mà lại ra ngoài đấy thì họ lại có cái duyên với bên ngoài. Đấy, Nên có thể là chính điều này mà nó làm cho mình có những cái suy nghĩ vu vơ ha. Đấy. Bởi vậy mà nên vợ chồng nên cố gắng là chia sẻ với nhau để tìm cái tiếng nói chung. Đó. Bởi vì trong cái cung phúc của mình đấy, phúc của mình nó có sao cô thần đang ở đây. Thái âm gặp cô thần, gặp tuần không, thành ra vốn gì cái cung phúc của mình đấy, thì trong cái dòng họ của mình vấn đề về hôn nhân gia đình ấy, về bên nữ ấy, nó cũng thường hay gặp những cái chuyện lần đần đó. Bởi vậy mình phải biết cái điểm yếu của mình là cái gì để mà tìm cách ha, tìm cách để mà hóa giải ha. Và cái thứ hai nữa, tôi nhìn thấy trong cái cung phúc của trên cái tay của mình là nó có cái điểm này, nó đang nổi lên một cái, người ta kêu là nổi lên một cái cồn nữa đây. Khu vực đây, khu vực chính cái phần này này, từ trên xuống dưới này, nó tượng trưng nó giống như là một cái con sông. Các bạn nên nhớ là trên này, đây, chảy xuống đây ha. Đây là cung khảm, người ta kêu là cửa biển. Trên này là cung ly, thuộc hỏa, phương nam. Nước từ nam chảy xuống, chảy xuống. Thì bây giờ ấy, thì cái nguyên cái khu vực cung khảm này nó là cái về cái mồ mả gia tiên của mình, mà hiện tại nó đang nổi lên một cái cồn ở đây. Thì chúng ta có thể hiểu rằng gì, cái mạch nước nó đang bị gì, bị cản, đang bị cản, có nghĩa là cái phúc của mình đang bị phá đó. Mà cái phá này đấy thì nó liên quan đến một cái ngôi mộ, mà có thể là mình kêu bằng bà nội ha, bà nội, bà nội, hoặc là bà cố ha, bà cố của mình đấy. Thì cái ngôi mộ này đấy, cái ngôi mộ này đấy, thì bạn có thể là hỏi lại cái người thân của mình, đặc biệt là hỏi lại ba mình ha. Cái ngôi mộ này nó nằm ở cái khu vực này thì nó cũng là khá là thấp, và nó có một cái dòng nước, cái dòng nước này nó cắt ngang qua ở phía bên sau, ở cái sau hậu đầu đấy. Đấy, người ta kêu là cái nước Hoàng Tuyền. Đấy, thì thành ra ấy, thì trong họ nó làm cho trong họ của mình thường hay, nữ là thường hay bị lợi dở lương duyên, không? Có thể là có cái người ở quá, hoặc là người chồng mất sớm mà ở vậy ha. Đấy, nói tóm lại là về cái con đường hôn nhân nó không thuận lợi đó. Nên bạn cố gắng để cải sửa điều này. Cải sửa một là vấn đề về tâm linh đó, tâm linh. Mặc dầu nữ thì khi lấy chồng á, thì ăn phúc nhà chồng đó, nhưng mà bên đằng của mình nó đã có cái vết như vậy thì mình cũng phải biết, không phải biết coi như là kêu cầu đến ông bà cha tiên chăm sóc đến cái về cái bàn thờ gia tiên của mình ha. Đấy, để ông bà phù hộ thêm cho mình. Và chính ngay bản thân của mình phải biết cải sửa đấy, để cho nó đời sống của mình nó về sau nó bớt đi những cái lần đần. Thì đó là về cái tôi nói về cái phần hôn nhân của bạn. Cái thứ hai nói về con cái. Thì trong cái phần con cái của bạn ấy, thì tôi thấy bạn khá là muốn con, khá là muốn con. Đấy. Mà con cái của mình có thể rơi vào cái trường hợp đó là con cầu con khẩn. Thì muốn để mà cho sớm cái, nếu mà sớm con thì con khó nuôi, mà muộn con ấy thì coi như là đỡ hơn đó. Mà cái đứa con này thì nó là đứa đầu là đứa con trai nhé, đứa con trai, và đứa nào sau này ấy, thì nó là cái đứa mà có cái công dân hiện đại. Đấy, công dân hiện đại. Và nếu mà bạn có cái là mình sinh, nếu mà sinh chỉ cần 1-2 đứa thôi nhé, sinh nhiều thì khó nuôi, nó không có tốt đó. Bởi vì trong cái cung tử tức của mình có con sao thiên hình nó đó, mà thiên hình ở cái cung ngọ này thì nó là vốn dị hạm địa, nó lục hài với cái cung an thân của mình. Đó. Nên nếu mà nhiều con thì nó ảnh hưởng đến cái cung an thân. Và sau này con cái của mình ấy, thì nó cũng đi xa mình thôi. Đó, đi xa mình. Và tốt nhất là cho nó xa. Xa mình. Chẳng hạn như là khi mà nó đến cái tuổi lên là đại học rồi ha, cho nó đi xa. Càng xa càng tốt. Để nó tránh đi cái sự xung khắc giữa cung an thân của mình đối với con cái. Đó. Đó là tôi nói về con cái. Cái thứ hai, bạn hỏi về cái cung tài bạch của mình. Đấy. Cái cung tài bạch của bạn thì tôi thấy thế này. Trong cái cung tài đấy thì trên bàn tay của bạn tôi thấy đó là cái đường trí đạo của mình rất là dài. Đấy, đối với nữ mà có cái đường trí đạo nó về đến cái phần của cái họa tín âm này ấy, là rất là dài. Cái thứ hai đấy thì cái đường thiên mệnh của mình hay còn là đường đình mệnh của mình ấy, thì nó bắt nguồn cũng khá là cao. Bắt nguồn khá là cao. Đấy. Và ở đây nó có một cái đường. Đây, nó đi qua đây. Rồi lại có một đường khác. Một đường đây gọi là đường Thái Dương. Ha? Thái Dương. Bắt nguồn từ cái rìa của cái bàn tay mà đi lên đây. Thì nếu mà nói về cái cung tài bạch này ấy, thì bạn là một cái người có năng lực. Người này cũng người đa tài đa nghề. Đấy. Thích làm một lúc nhiều việc để làm. Đấy. Tuy nhiên như tôi nói, đến cái vận trình này của mình làm nhiều, hưởng ít. Đó, chưa được hưởng. Và cái việc làm của mình ấy, thế tôi thấy ở đây là cái cung tài bạch thì có con sao thiên cơ. Thiên cơ mình tính toán cũng giỏi, không? Tính toán cũng giỏi. Nhưng mà tài bạch nó đóng ở cái cung hỏa. Mình là thuộc kim mà nằm trong hỏa. Tới hỏa thì coi như là hỏa khắc kim mà. Thành ra ấy, thì vấn đề mà tài bạch của mình, tiền tài của mình ban đầu bao giờ nó cũng thường hay khó khăn. Đấy. Hoặc là đồng tiền nó khó tù. Nó chưa tù được. Nó vào đó, nó có đó rồi nó đi. Đó. Mà nếu bàn tay này, tôi thấy là bàn tay này thì nếu có khả năng về buôn bán rất tốt. Ha. Nên nếu mà bạn làm trong cơ quan nhà nước thì tốt nhất thì cũng nên kiếm một việc buôn bán khác làm thêm. Đó. Mà nếu mà buôn bán được về trong cái ngành về thẩm mỹ, về những cái sản phẩm làm đẹp ấy, thì cũng rất là hợp. Bởi vì trong tam hợp mệnh tài quan của bạn, tôi thấy là có được cái bồ đó là bộ đào hồng đi với tam thai bát toạt. Đấy. Và có thêm là cái thiên việt, thiên khôi thiên việt chiếu về. Đấy. Và đặc biệt là có hoa lộc chiếu về nữa. Đó. Thì thành ra là nếu mà mình có được cái mảng kinh doanh buôn bán thì nó hợp lắm ha, hợp lắm. Đặc biệt là cái đường Thái Dương của mình nó xuất phát từ phía ngoài này đi lên. Thì đường cái trụ ngoài này ấy, là nó cũng trụ mồn, có nghĩa là cái việc mà mình buôn bán ấy, thì nó cũng hơi mồn ha. Đấy, nhưng mà mình cố gắng lúc đầu thì có thể là mở ra làm một cái gì đó nó vừa tầm thôi ha. Đấy, thì nó thuần với cái bàn tay của mình. Đó. Tiếp theo bạn có hỏi về vấn đề về đất cát nhà cửa. Đấy, đất cát nhà cửa. Thì đất cát nhà cửa thì tôi thấy trên bàn tay này vốn dĩ là mình có được cái của đất cát của cái cha mẹ mình hoặc là cha mẹ chồng, không? Cho thừa hưởng được ha. Nhưng mà cái đất cát này á, thì mình thừa hưởng nhưng mà tôi thấy mình không có giữ được đâu. Không biết là sau này có thể là mình có đó rồi mình bán đi rồi mình chuyển sang một nơi khác, mà mình phải tới một nơi khác để mà sinh sống. Đấy, tạo dựng lên. Tuy nhiên về cái mảng đất cát của mình ấy, thì tôi thấy là thế này. Nó có một cái đó là nó thường hay thay đổi. Là một cái nữa. Khi mình đi đến đâu ấy thì thường hay gặp những cái người hàng xóm nó không được tốt với mình đâu. Đặc biệt cái những cái căn nhà mà nằm bên phía tay trái của mình ấy, họ không có tốt với mình, nên cẩn thận. Một cái nữa đó là cẩn thận cả vì hỏa hoạn. Đó, trong cái cung, trong cung là Điền Trạch của bạn ấy, thì tôi thấy nó dễ xảy ra những cái việc hỏa hoạn lắm nha. Đấy. Và trong cái cung Điền Trạch của bạn tôi thấy hình như nó có một cái giếng gì, cái giếng này, cái giếng cũ, một cái giếng mà cái giếng này ấy, thì tôi thấy là giếng này hình như là giếng đá ha, cái giếng đá. Giếng này thì nếu mà bạn đã sử dụng, có mà sử dụng vừa nước máy vừa nước giếng ấy, thì tốt nhất cái nước giếng này phải thường xuyên sử dụng ha, thường xuyên sử dụng, đừng có bít nó lại nhé. Cái giếng này rất tốt ha, rất tốt. Đừng có vì cái không gian hoạt động của mình mà mình bít cái giếng lại thì nó mất đi cái mật, cái long mật ở đây. Đấy. Thì nói tóm lại đấy, thì cái đất cát của bạn thì bạn phải bước qua đến cái độ tuổi 30, bây giờ là 31, phải từ 45 trở đi đấy, thì lúc đó bạn mới có xây dựng được cái nhà cửa cao rộng ha, cao rộng. Đấy. Còn cái đất mà của gia đình cho đấy thì mình cũng bán đi thôi. Đấy. Thì hiện tại tôi thấy cái vận trình của mình thì nó chưa được tốt lắm, chưa được tốt lắm. Đặc biệt nữ thân cư quan mà trên cái cung quan lộc của mình, cung quan lộc với là cung coi như là cái cung tốn của mình, nó đang bị phá nhiều quá, đang phá nhiều quá, nên vấn đề còn nhiều khó khăn. Đặc biệt trong 3 năm, 2 năm sắp tới, năm này qua năm Mão đến năm Thìn, cố gắng, người ta kêu là nín thở qua sau. Đó. Không nên tạo tác gì mới. Đó. Đang làm việc gì cứ giữ nguyên làm việc đó, và cố gắng là gì? Cố gắng là tích phước. Đấy, trên tay mình có được quý nhân. Đặc biệt trên bàn tay của bạn và trên lá số của bạn, tôi thấy bạn thủ cất là gì? Mình không thân kiếp. Mà như tôi nói, người mình không thân kiếp là kiếp trước của mình ấy, có những cái kiếp nghiệp mà cái kiếp này mình cần phải tháo gỡ, cần phải tháo gỡ. Mà cái vấn đề tháo gỡ này nó mang trụ về gì? Trụ về tâm linh, trụ về tín ngưỡng. Bởi vì mà cuối tay của bạn ấy nó có cái đường này. Đấy. Rồi dần dần cái đường này nó trở thành, nó giống như là một cái vân là cái lá bồ đề đó. Đấy. Nó giống một chiếc lá ha, giống một chiếc lá ở đây. Đấy. Có nghĩa là mình có những cái giác quan, những giác quan mà ở bề trên người ta mất bảo cho mình. Nếu mà mình cố gắng khai thác về phần đó thì cuộc đời của mình nó bớt đi những cái sóng gió. Có nhiều các lúc mà gì, mà có những cái chuyện mà mình không kiểm soát được, cũng vì do cái con không kiếp này nó tạo ra. Đó. Và trong cái bàn tay của bạn thì tôi nhắc lại một lần nữa, đó là cố gắng để cải sửa, để cho cái phần cái cung phúc của mình nó bớt đi. Nó bớt đi. Hiện tại nó đang bị phá nhé, đang bị phá. Rồi, trên đây là cái phần luận đoán của kênh đối với cái tương tay của bạn Phương ha. Và tôi cũng xin nói với bạn là, đó là nếu mà từ cái thời gian 35 ha, từ 35. Có nghĩa là bây giờ bạn mới 31 thôi nhá, 31 và đến 35 đấy. Đấy. Thì nếu mà trong cái thời gian từ 31 đến 35 này mà mình cố gắng để cải sửa những cái như mà tôi nói đó, đó, thì nó tới cái thời điểm là 45 trở đi thì mình đã khá lên rồi. Nhưng mà còn khá hơn ấy, thì vào thời bước qua đến 55 tuổi là lúc đó mình mới khá vững bền, vững bền. Thì cuối cùng chúc bạn có nhiều may mắn ha. và thành công. Và cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài sắp tới.